Ngày 1 tháng 5, Công an huyện Tây Giang, Quảng Nam cho hay đã tạm giữ hình sự đối với ông A Lang Thị, 46 tuổi, trú xã Ba Ly, huyện Tây Giang để điều tra hành vi chống người thi hành công vụ. Trước đó khoảng 15 giờ 30 phút ngày 30 tháng 4, Tổ công tác đặc biệt số 08 của Công an huyện Tây Giang tuần tra, kiểm soát đảm bảo tình hình an ninh trật tự trên địa bàn huyện. Khi đến địa phận thôn Cung, xã Ba Ly thì phát hiện ông A Lang Thị đi xe máy có biểu hiện nghi vấn đã sử dụng rượu, bia. Tổ công tác dừng xe để kiểm tra nồng độ cồn đối với ông A Lang Thị, tuy nhiên ông không chấp hành và liên tục chửi bới, đe dọa, xô đẩy, dùng đá ném vào các chiến sĩ đang làm nhiệm vụ. Tổ công tác lập tức khống chế người này và đưa về trụ sở công an huyện để làm rõ theo quy định. Qua tiến hành đo nồng độ cồn đối với ông A Lang Thị, kết quả là 0,889mg trên lít khí thở. Công an huyện đã tạm giữ hình sự đối với ông Thị, tạm giữ xe và củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật.